Thế là nhà gã mất đi hai người, chưa kể chính gã vẫn đang nơm nớp chờ đợi. Năm 67, bộ đội lên đường dồn dập để chuẩn bị cho cuộc tổng công kích. Sau Tết Mậu Thân, người đi càng tấp nập hơn để bổ sung tổn thất. Ngày 3 tháng 9 năm sau, cùng với bao nhiêu người miền Bắc, cả nhà Cao đã ngỏ lệ. Nhân cái chết của Bác Hồ, không phải vì thương tiếc Bác, mà bởi lòng ai cũng bừng lên niềm hy vọng Bộ Chính trị sẽ điều đình, chấm dứt chiến tranh. Nhưng phe chủ hòa của Võ Nguyên Giáp không thắng nổi bọn Diều Hâu, và thanh niên lại cứ nối tiếp nhau vượt Trường Sơn, để lại bao nhiêu tang tóc và dở dang cho người ở lại. Nghĩ đến chồng Lam, Cao đột ngột hỏi: "Chị đã 23 chưa nhỉ?" Thực ra thì Cao đoán tuổi Lam là khoảng 25, nhưng gã đã học được một kinh nghiệm là khi hỏi tuổi đàn bà luôn luôn phải bớt xuống. Lam ngơ ngác vì tự dưng thấy Cao chú ý đến mình, nàng vui vẻ đáp: "Thì anh cứ đoán thử xem 23 thế nào được. Già rồi anh ạ." Khi người đàn bà nói rằng mình đã già, có nghĩa là họ chờ đợi một lời khen của người đối diện. "Chị, mày già gì, còn trẻ lắm," đại khái như thế. Nhưng Cao lại chẳng nói gì, khiến nàng vừa ngạc nhiên vừa thất vọng. Gã ngồi yên một lúc rồi đổi đề tài: "Anh hay có viết thư về không chị?" Câu hỏi thừa thãi nhưng làm cho Lam bật lên trong đầu một việc mà đáng lẽ nàng phải làm từ mấy hôm nay. Nàng đứng ngay dậy và nói: "Chết, chưa viết thư cho mẹ tôi ở trên đồng cạn." Nàng phủi hai bàn tay vào nhau rồi vào buồng, lấy giấy bút ra ngồi vào bàn. Nàng đốt đèn và cắm cúi viết: "Cần phải báo tin cho bà Vĩ biết là hiện có ba người đàn ông đang ở chung với nàng. Lá thư chắc chắn sẽ làm cho bà mất ăn mất ngủ. Nhưng thà nói trước còn hơn là để sau này bà khám phá ra, sẽ cho là Lam cố tình che đậy." Nàng nhớ lại trọn vẹn cái hôm ngồi với Trường trong căn hầm đang đào dở, làm cho bà Vĩ lo sợ đến nỗi đã khóc rưng rức, năn nỉ nàng đừng bôi do chát chấu vào mặt bà. Mỗi lần hình ảnh đó trở lại trong đầu đều làm cho Lam bồi hồi thương cảm và tự hứa sẽ không bao giờ làm mẹ chồng thất vọng. Nàng gấp lá thư lại, xé một tờ giấy khác ra hè nhặt mấy hạt cơm nếp và dán lại làm phong bì. Cao đã bót xong bó đũa, tò mò hỏi Lam: "Thư gì mà chị cuống lên thế?" "Thì viết mấy chữ cho mẹ tôi, báo tin là có các anh đến đây." Lam vừa đáp vừa ngồi xuống bậc cửa và đột ngột hỏi: "Cái ông gì hôm nọ bị chói, anh biết tôi nom thấy ở công trường?" Cao nhắc lời: "Thằng Binh." "Vâng, ông Binh. Bây giờ ông ấy thế nào rồi nhỉ?" Cao tặc lưỡi: "Cái thằng đến tồi, ở nhà người ta mà lại còn dở trò. Cả cái bà ấy nữa, trông lù lù đó đấy mà lại mê dai, chả hiểu ra làm sao cả." Lam dè dặt phân trần hộ: "Ông chồng bà ấy thì tôi biết, ông ấu ấy cả, cờ bạc rượu chè chả thiếu thứ gì. Dạo trước có bận ăn cắp thóc của hợp tác xã, bị đánh suýt què đấy, mà cứ hơi một tí là thụi vợ ủng ục. Thành ra chắc bà ấy cũng chán lắm rồi. Chán, nhưng mà cứ ở yên với nhau thì chả sao. Khốn nỗi là bây giờ có người khác đến, mà lại mãi từ trên tỉnh về." Lam dừng lại, mặc dầu chưa phát biểu gì hết. Chưa phát biểu hết ý, Cao gật gù nói thảo nào và mừng thầm trong bụng, vì câu nói của Lam hàm chứa một nhận xét. Dân làng Thịnh An đã đánh giá cao 8 công nhân từ tỉnh lên sơ tán, và bởi sự đánh giá đó
đã khiến nhiều phụ nữ lầm lỡ. Gã thêm, cũng tại cái thằng Vinh đấy nữa, mồm mép chả ai bằng nó, phen này kỷ luật nặng, chả thế nào khỏi được. Hai người tiếp tục nói chuyện vơ vẩn về đời sống, về những sinh hoạt thường nhật ở Thịnh An, mãi cho đến lúc trời tối hẳn, nhìn ra sân chỉ còn thấy lờ mờ dãy tre đen sậm trước mặt. Cao mới bâng quơ bảo, chả biết hai cái ông tướng kia kéo nhau đi đâu, có biết đường mà về hay không, hay là lại lạc thì khổ. Gã đứng dậy xuống ao rửa mặt, còn Lam thì bưng đèn vào bếp xúc một đấu ngô đổ vào nồi ngâm để sáng mai luộc cho cả bọn ăn sáng trước khi đi làm. Rồi nàng lên nhà, vào buồng riêng lấy quần áo chuẩn bị sắt nước vào tắm bên trong, vì bên ngoài chẳng có chỗ nào kín đáo. Trời bỗng nổi cơn giông, tối sầm xuống, gió từ đâu đột ngột ùa đến, xóa đi thật nhanh sức nóng hừng hực mới lúc nãy còn bao phủ không gian. Mấy liếp cửa sổ sập mạnh xuống, thổi tắt phụt ngọn đèn Lam đang bưng trên tay. Bụi chuối đầu nhà rung lên phần phật như muốn xé tan những tàu lá mong manh. Cao từ dưới cầu ao vội vã chạy lên, mò mẫm chui vào nhà và nói lớn, không khéo rời mưa to, hai ông tướng kia không mặc áo tơi lại đến ướt như chuột lội. Bây giờ trong buồng ngủ, Lam lần túi lôi ra bao diêm nhưng chẳng còn que nào. Nàng bưng đèn ra hè chạy vòng sang gian giữa, gió thổi bạt người đi, đưa đợt nước mưa bay xiên ghim thẳng vào cánh tay và ướt đầm một bên thân. Vào được nhà, nàng nói lớn trong bóng tối dày đặc, anh có máy lửa châm hộ cho tôi ngọn đèn. Mới lúc nãy chả có một tí gió nào cả, thế mà bỗng dưng lại nổi cơn giông. Cao đánh diêm, dùng cả hai bàn tay che gió, rồi mở to mắt nhìn Lam. Nàng đứng ngay sau cánh cửa vừa khép chặt, tháo chụp đèn và nói nhỏ, đây anh. Cao tiến lại, hai cái đầu cúi sát gần chạm vào nhau. Gã nghe thoang thoảng mùi bồ kết từ mái tóc Lam. Nàng bước lùi lại, đặt chiếc đèn trên bàn. Ngọn lửa leo lét, có lúc vẹt hẳn sang một bên và chập chờn chỉ muốn tắt. Lam than, cứ đến hôm nào có dịp lên chợ huyện mua thêm cái đèn bão mà rồi mãi chả đi được. Nhà có mỗi một cái này. Cao đỡ lời, chị cứ dùng đi, tôi chả cần. Lúc nãy tôi cũng định bảo Thuần nó mua thêm một cái đèn, nhưng nó đi vội quá, không kịp dặn. Chị bưng vào buồng đi, tôi lên giường nằm bây giờ chả cần nữa đâu. Nói thế nhưng gã lại ngồi xuống, vói tay lấy cái điếu cày về thuốc nhét vào nõ. Bên ngoài những giọt mưa đầu tiên lộp độp gõ lên mái chăn, âm thanh dồn dập và nặng nề như quăng từng nắm sỏi bụn. Cánh cửa ra vào dù đã khép chặt và cả then trong vẫn cót két lắc lư theo từng luồng gió hắt, tưởng chừng như có thể bật tung ra bất cứ lúc nào. Cao ngửa mặt nhả khói rồi hỏi Lam, vùng này có hay mưa to thế này không hả chị? Lam ngồi đối diện với Cao, lấy khăn tay thấm nước những giọt trên đầu và một bên vai áo. Nàng gật đầu, thỉnh thoảng thôi, không khéo ngoài sông đang có giông bão. Nhưng hôm mưa gió như thế này, nhà chỉ có một mình chị có hãi không? Lam ngạc nhiên về câu hỏi, có vẻ riêng tư quá. Cúi xuống, rút sợi chỉ ở vạt áo và khẽ cười. Hãi thì cũng đành chịu chứ biết làm sao bây giờ. Nhưng tôi quen rồi anh ạ. Hôm mẹ chồng tôi mới đi, mấy đêm liền,
ngủ chả được. Lâu ngày rồi, đâu cũng vào đấy cả. Lam tưởng Cao sẽ gợi chuyện về cuộc sống cô quạnh của nàng, nhưng Cao đã quay người, nhìn về phía giường ngủ rồi bảo, tôi chả cần đèn nữa đâu, chị bưng sang bên buồng của chị được rồi đấy. Có cần gì thì đã có bao diêm đây. Lam nắn lại để hỏi ý kiến của Cao. Anh Cao à, lúc nãy ngồi ngoài sân tôi mới sực nghĩ ra, có lẽ anh nói đúng đấy. Bán cơm sợ vất vả quá, mình tôi làm không xuể, hay là tôi chỉ tráng bánh cuốn thôi, anh thấy có được không? Cao lắc đầu cười, bánh cuốn thì tôi thích lắm, nhưng thưa thật với chị là anh em công nhân chúng tôi cần ăn no chứ chả cần ăn ngon. Cả ngày lao động quần quật, họ chỉ mong có bát cơm vào bụng thôi. Bánh cuốn đắt quá, ăn bao nhiêu cho đủ. Hay là nếu thế thì tôi thổi xôi. Cao ngẫm nghĩ rồi đáp, tùy chị, nhưng cứ như ý tôi thì thổi cơm vẫn tốt hơn. Nấu thêm một hai món thôi, đừng bày vẽ gì nhiều thứ. Ngoài trời mưa mỗi lúc mỗi lớn, nước từ ống máng che tuôn ào ào xuống cái chum sành đặt dưới gốc cây cau ở đầu nhà, nghe rõ mồn một như người ta tháo nước ăn thông giữa hai thửa ruộng. Cao bâng quơ bảo, hai ông tướng kia có về được cái nhà thì chắc cũng đến chết rét. Lam ngồi yên lặng thêm một lúc, sợ Cao hiểu lầm, nàng muốn nán lại để nói chuyện. Nàng đứng dậy nhìn ra cửa và nói, mưa gió thế này tôi bưng đèn ra thế nào cũng tắt. Giá cái cửa ăn thông hai buồng chưa bịt lại thì tôi khỏi phải ra vòng ra hè, nhưng mà lỡ bịt mất rồi, vậy bây giờ tôi sang bên ấy trước rồi phiền ăn đứng lên giường cho tôi mượn cái đèn vậy. Biện pháp ấy cũng giản tiện thôi, bởi vì bức vách ngăn căn phòng ngủ và gian giữa chỉ cao lưng lửng tới xà nhà. Hai người đứng trên giường có thể thò tay qua phía bên kia được, nhưng Cao cản lại, tội gì mà chị phải vòng ra hè, ướt hết. Để tôi gỡ tấm cót cho chị chui sang nhà của chị, muốn tháo lúc nào mà chả được, mất công ăn quá. Chị không muốn gỡ thì chỉ có cách ngồi đợi đây đến lúc tạnh mưa, chứ ra hè bây giờ thì ốm mất. Dứt lời, gã đứng dậy bưng đèn bước lại khung cửa hẹp đã đóng kín bằng tấm cót cũ. Gã nhìn hai cái nẹp che hai bên chỉ đóng mấy cái đinh, tay không cậy ra cũng được. Gã quay sang hỏi Lam, tôi tháo ra cho chị nhé, rồi mai đóng lại. Cao trao đèn cho Lam, dùng cả hai bàn tay mím môi bấu chặt vào một bên nẹp lôi mạnh ra, nhưng vì cái nẹp che mỏng quá hai tay bám không chặt tấm cót, không hề nhúc nhích. Cao cười gượng, cứ ngỡ là dễ, hóa ra đần, đóng chắc quá. Gã nhìn quanh tìm một vật gì để nậy, căn phòng mờ tối chẳng thứ nào nhìn rõ, kìm búa thì bỏ hết ở dưới bếp. Lam bưng đèn trở lại bàn, thôi để tôi ra hè vậy. Đừng, chị đừng ra, mưa còn nặng hạt lắm, ướt hết. Gã chạy lại chân giường, ngồi hẳn xuống, mở ba lô và lục lọi một hồi, lôi ra con dao gấp, lưỡi đã mòn vẹt. Gã mang dao lại, nạy từng mũi đinh, lưỡi dao phạm vào tấm cót, rách tung từng mảng bằng bàn tay. Lam lại mang đèn đến sau lưng và hỏi, được không? Cao không đáp, chờ cái đinh cuối cùng bật ra và tấm cót đổ nghiêng sang một bên, lách cách gãy vì phên đan đã quá lâu, vừa giòn vừa mục. Gã mới thở hổn hển nói, được.
nhưng rách mất vài chỗ. Mai kia tôi sẽ bót nan mới vá lại cho chị. Hay là thôi, tấm cót này nát quá rồi, làm củi là vừa. Có điều kiện tôi sẽ tranh thủ đan cho chị tấm khác. Gã giật bung tấm cói ra và cuộn tròn lại, đặt vào sát vách. Sáng mai sẽ gỡ hết những cây đinh còn dính ở nẹp trước. Khi khuân xuống bếp, Lam nó cảm ơn rồi bước sang giường ngủ. Vừa lúc ấy, ngoài trời mưa cũng ngớt hẳn, tiếng gió chỉ còn xào xạc trong bụi chuối. Tháo cái này thật là phí công. Toan lên tiếng, nhưng thấy Lam đã vặn nhỏ ngọn đèn và buông màn xuống, gã lò dò quay lại giường mình, reo lên và nhẹ nhàng ngã lưng, nghĩ tới hai thằng bạn nãy giờ đang mò mẫm trên những khúc đường tối tăm và lầy lội. Bỗng cao nghe tiếng Lam hốt hoảng kêu lên trong buồng, chết tôi rồi, nước ở đâu mà lên láng đầy giường như thế này. Cùng với tiếng than ấy, ánh đèn trong buồng sáng bừng lên. Cao ngồi dậy, im lặng nghe ngóng, mấy phút sau mới lưỡng lự hỏi, chị có cần gì tôi không? Gã bước xuống, đứng nép ở khung cửa, liếc mắt trông vào, gã thấy Lam một tay bưng đèn, một tay rà nhẹ nhẹ lên mặt chiếu trên đống gối chăn, rồi chuyển sang lớp quần áo treo trên vách. Nàng bâng quơ nói, lạ thật, nhà này có bao giờ dột đâu, thế mà tối nay lại ướt hết cả. Nàng tiến sang phía tường bên kia, kiểm soát mấy cái vại sàn đựng nếp, đỗ đen, lạc và vừng. Một dòng nước trên vách vẫn đang từ từ rỉ xuống. Nàng ngước mắt lên nóc nhà và nhận ra một mảng chăn bị gió thổi văng mất tự bao giờ.